Đặt dây ná, xin chào anh em. Mình sẽ hướng dẫn cách tạo tài khoản liên minh điện thoại ở server thử nghiệm, gọi tắt là PPE Public Beta Environment, về cách đăng nhập của mấy chủ PPE liên minh điện thoại mới nhất. Bạn truy cập vào đường link bên dưới phần mô tả để được vào trang tạo tài khoản liên minh điện thoại. Bước 1. Xác minh danh tính cho chủ tài khoản. Bước này khá là quan trọng để hoàn thành. Dùng mail mà bạn muốn xác minh tại server bạn muốn chơi trừ server PPE ghi nhận các thông tin mà bạn muốn thực hiện trên tài khoản này. Tải về và đăng nhập tại server mà bạn mới vừa tạo. Khi vào giao diện của Riot, họ sẽ thông báo cập nhật thêm thông tin cá nhân người dùng. Hoàn tất để vào trò chơi. Chọn mới nếu bạn chưa từng chơi và hoàn thành các nhiệm vụ để xác minh danh tính. Còn nếu đã chơi trước đó, hãy liên kết với tài khoản của bạn. Bước 2. Tạo tài khoản PPE. Chọn giúp mình server PPE. Dùng mail mới xác minh danh tính vừa nãy ghi nhận các thông tin trên tài khoản PPE. Đọc nội dung trên máy chủ thử nghiệm với server này. Liên minh ở phiên bản mới nhất mà Riot đang thực thi cho bạn 3.000 RB sau khi hoàn thành một trận đấu mỗi ngày. Tải về và cài đặt game. Chờ cập nhật xong và các bạn có thể chơi game. Lưu ý! Khi muốn thay đổi giữa server thật và server thử nghiệm, các bạn phải bấm đúng ứng dụng của server đó và đăng nhập đúng tài khoản của server mà bạn muốn chơi, đều được thực hiện tại giao diện đăng nhập của Riot. Và đây là tất tần tật về tạo tài khoản liên minh huyền thoại tại máy chủ PPE. Cảm ơn các bạn đã xem. Nếu thấy thích video này, hãy cho mình một nút like, một đăng ký kênh và chia sẻ đến mọi người. Hẹn anh em trong các bản thông tin tiếp theo.